Trọng lượng một cái nguyên bản bằng titan sẽ như thế nào? Bây giờ kỹ năng sẽ căng 160,5 gram. Rồi, đặt sản phẩm XOR và nguyên khối chứa nghiệm anh. Đang điêu nhẹ nhàng, ok. Trọng lượng là 266,4 gram. Sau khi mình lấy trọng lượng, tổng trọng lượng của chiếc điện thoại XOR bằng khối này trừ cho 160,5 gram, trừ thêm 20 gram bằng vỏ titan này nữa thì còn lại là 119,8 gram. Và theo công thức tính toán thì cỡ trên 3 lần mốc, 3 lần 2, sắp xỉ cỡ đó vàng. Vậy thì tổng trọng lượng vàng cho chiếc điện thoại này năm nay là trên 3 lượng mốc vàng. Rất là đẹp, rất là sắc sảo, rất là chi tiết. Ở phần lưng này thì hai bên nẹp, hai bên hông, những phím bấm, tất cả những chi tiết đều là vàng bóng, rất đẹp, ru gold vàng hồng.